cái chỗ đó giữ xe chị thì giờ chị xuống chỗ đó chứ giờ chị hỏi tôi cũng đâu biết đường đâu tôi mò. Rồi anh chạy chị về đi, đi mưa gió. Có gì mai lên trong giờ hành chính đi. Mai lên sớm 8 9 giờ mình lên đi. Không phải, bây giờ tôi nói chị nghe nè. Anh nói tôi là sai. Anh làm cái bản tôi thì tôi giả sử cho kiểu. Vậy thì anh nói đúng đúng không? Anh cứ kiện tôi, còn xe của tôi phải lấy về. Bây giờ tôi nói chị nghe nè. Đó là phương tiện của tôi, còn anh giam giữ như vậy là không có đúng. Tại vì sao pháp luật. Tôi đã nói với anh rồi, cái việc mà kiện á là cái quyền của đôi bên. Anh nói anh tôi làm sai, nhưng tôi nói tôi không có sai. Vậy thì muốn biết, anh cứ kiện tôi lên tòa. Xe của tôi trước tiên là cái việc mà anh phải giải quyết là cái gì? Chứ có nghĩa là cái chuyện anh phải giải quyết, còn ở đây là cái gì? Là xe của tôi anh phải giải quyết cho tôi để tôi có phương tiện đi lại. Bây giờ nè. Anh tôi, cái xe đó là xe của tôi. Bây giờ chị để tôi nói không? Nào. Còn cái chuyện mà sai đúng ở trên tòa án phán quyết, ví dụ như anh nói tôi sai thì cái văn bản đó tôi sẽ tự động đó để nộp phạt. Đó là một cái cơ quan khác nữa là ở đâu là tòa. Để kiện cái chuyện đó, anh có quyền. Tại vì tôi nói tôi không có sai, mà anh cứ ép tôi phải ký cái biên bản đó là không có được quyền. Cho nên cái việc ở đây cũng không có cần thiết anh phải trả lời với tôi gì hết. Tôi nói tôi không ký. Thì xe của tôi, việc đầu tiên là cá nhân của tôi. Mà ai? Cá nhân của tôi phải lấy xe nó về. Hết. Bây giờ thôi đi về đi, sáng mai lên. Rồi sáng mai lên, chứ giờ nói với tôi cũng đâu biết cái vụ này làm sao đâu, rồi sao tôi xử lý. Thì chắc chưa tôi đi từ buổi tối. Còn tôi hả, không có xe, không cho hỗ trợ. Thôi đi về ước bé nè. Về anh con ơi. Sáng mai lên. Sáng mai lên đi. Sáng mai lên trong giờ nha, đừng có lên cuối giờ. Chứ mà anh này cũng đâu biết gì đâu. Giờ nói tôi cũng biết gì đâu.